Chào bạn đang theo dõi kênh đặc sản Lục Ngạn của Lý Bá Quân nhé. Chợ hôm nay vải cũng ra rất là nhiều các bạn ạ. Nhưng mà cửa cân u hồng thì ít, giờ chuyển sang cân thanh hà rất là nhiều. Ta cùng đi xem vải. Nhà ba lòng muối hôm nay cân à? Không, vướng đám to có tiền đấy đâu. À, sao mình ra đây bán được giá, ra đây bao nhiêu? 28. Đây xem vải u hồng và u trứng. Ta đóng rất là đẹp. Đây hàng đi trong nước luôn. Hàng này đi Hà Nội trong nước luôn. U hồng này chỉ độ mười mấy đấy các bạn ạ, bởi vì lại thanh hà chín nhiều ra người ta ít cân, người ta đa số thanh hà chín nhiều, chính như thanh hà chín nhiều người ta ít cân u hồng, đa số người ta cân thanh hà. Đây sọt thanh hà này rất là đẹp, mã rất đỏ. Dưới ít cửa cân à, anh lên máy đây vẫn bị loại hai thú mà. Vật bán bao nhiêu? Vật đã bán đâu, đã chín đéo đâu. 28. Đi sẽ qua được giá nhỉ. Sọt bán rất là đẹp. Xấu thì rất khó bán, sọt đẹp thì hôm nay đặt giá hôm nay trùng hơn so với giá hôm qua. Hôm nay nhiều cửa cân họ nghỉ. Đây, u hồng xanh 6.000. U hồng hôm nay rất ít người cân u hồng. Rất nhiều giá các bạn ạ, vải rất nhiều giá. Vải xấu giá xấu, vải đẹp giá đẹp. Vải trong cửa này thì mình thấy tầm độ 15, 16, 17, 18, 20 đều có hết. Và cao nhất là đến 28. Đến sọt 28 chắc là để xếp mặt của các bạn ạ. Đây quả hơi nhỏ một chút. Nếu mà so với quả vườn của mình thì quá nhỏ. À, vườn mình quả to nhất ở đây chưa các quả to nhất ở đây chắc bằng với quả bé ở vườn mình thôi. Nhưng tội cái vườn mình chưa chín, họ chín trước có khi họ bán lại được tiền hơn đấy các bạn ạ. Những sọt vải bán sớm, những sọt vải thậm chí có những sọt chưa chín lắm, chắc là yếu cây họ hái đi bán. Những sọt này khả năng yếu cây, quả hơi trắng, to nhưng quả trắng. Vẫn được 17.000. Vải đẹp không phải quay đâu. Thế nào? Quay thì đẹp mới quay chứ. Cái này được cái quả to. Cái này thì quả hơi nhỏ.
mấy điểm bên dưới này nghỉ cân, không biết là thông quan sang Trung Quốc chưa qua biên hay như thế nào. Mấy hôm nọ cân rất mạnh nhưng mấy hôm nay thì nghỉ. Đây năm nay vải điểm cân rất là ít. Mình không hiểu là bên Trung Quốc người ta làm ăn như thế nào, hàng hóa không thông quan được, không qua cửa khẩu. Nên là chợ vải năm nay nghe ít điểm cân. Nếu mà có vài điểm kia cân thì kiểu gì giá vẫn cứ cao các bạn ạ. Nhưng họ nghỉ nhiều quá, giá sẽ trùng xuống. Hôm nay giá tụt so với hôm qua vài giá. Nhưng vải như vậy bình thường các bạn ạ. Sợ giá mỗi hôm một khác, không thể giá hôm nào cũng như hôm nào. Kia là họ đóng hàng đi Hà Nội nên là họ xếp kiểu kia rất là đẹp, sau đó họ sẽ quay túi bóng vào và họ dán băng dính lên và họ khênh lên xe chở đi rất là nhanh, mua đến đâu xếp đến đấy, không phải mất nhiều công sức. Rồi mình quay video đây thôi. Chào tất cả các bạn nhé, các bạn đã xem hãy ủng hộ đăng ký kênh cho mình nhé.